Nha. Câu ca dao nói đến công ơn của đấng sinh thành. Mở ô chữ. Rồi lên. Thạch Thiên nhanh lên. Chạy đánh chứ. Mừng đó. Ngọc Tử anh Tâm anh. Chờ anh kịp anh. Bị dướng cái gì anh dướng cái bụng rồi. Mở ô chữ. Ưng cho. Hả? Anh Tâm anh Tâm Bánh Chiên. Quánh. Quánh đi. Hay quá anh ơi. Hay quá đi. Quân đại chứ chưa nhớ. Ôi. Quân đại chứ chưa nhớ. Ôi. Sao nó kỳ vậy? Nó nhảy bưng bưng. Nó nhảy bưng bưng. Nó kêu. Ộp ộp. Không, nó kêu cái quệt. Cái quệt. Biểu ưng cho rồi. Chốt chưa? Cái quệt nghe lạ lắm á. Ộp ộp đi. Không, nó kêu ộp ộp. Nó kêu cái quệt. Cái này lạ lắm, cái quệt là cái gì? Quệt. Quệt. Nó kêu ộp ộp là con heo. Mau chữ. Rồi. Chưa mở mà anh chạy lên. Chưa mở mà anh chạy lên. Mở rồi. Gợi ý, câu ca dao là lời than thở tiếc nuối về một tình yêu tan vỡ. Mở ô chữ. Con Thanh chạy không nha? Không chạy. Không bao nào chạy. Mua đi anh. Từ từ bình tĩnh. Hả? Quách Chiên hả? Em kêu anh mua rồi, em kêu anh Thanh. Mua. À mua hả? Trời ơi trời. Xem chút mất 2 triệu. Xem chút mất 2 triệu. Giờ sao? Dùng quyền gì? Mua. Ô miễn phí. Ô miễn phí. Em bán đâu nào? B3, B6. B3, B6. Bán một cặp. Ừ. 29 triệu. 29 triệu. Ok. Rồi ok. Em ok. Không có ok em cất đi. Em hết luôn mà còn gì đâu. Bữa nay 27 Tết. Nó bán cái giá 29 triệu. Ờ. Nghĩ sao vậy? Mẹ. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.